quả 16 của Ngô Hiếu đây. 16 của Ngô Hiếu này. Ngô Hiếu, 16 em từ đó về 21 giờ nhá. Em xin quả 10 của Ngô Vitali. 6 8 10. Ok em, 10 của em thì nó về 18 giờ, rất xa. Và bây giờ 70% thần thoại à, The Mist đúng không? Em nhiên không có, em nhét lớp, em nét lớp. Không có, không có thần thoại anh ạ. Thần thoại của ngày xưa Thành Long với cả Kimi Sun thì em thích lắm luôn á. Thôi được, à em có thể em bật YouTube của anh được. Ok, thần thoại, thần thoại remix đi. The Mist, The Mist remix. Đấy rồi. Rồi, ok. Có to không ạ? Nào, 70% đâu. Bài này có thể không biết là có ấy không, có bản quyền không thì mình không rõ. Nhưng mà chào anh Vin, em xin quả 16 của Ngô Hiếu. Ok, quả 16 của Ngô Hiếu đây. 16 của Ngô Hiếu này. Ngô Hiếu, 16 em từ đó về 21 giờ nhá. Em xin quả 10 của Ngô Vitali. 6 8 10. Ok em, 10 của em thì nó về 18 giờ, rất xa. Và bây giờ 70% thần thoại à? À, The Mist đúng không? Em nhiên không có, em nét lớp, em nét lớp. Không có, không có thần thoại anh ạ. Thần thoại của ngày xưa Thành Long với cả Kimi Sun thì em thích lắm luôn á. Thôi được, à em có thể em bật YouTube của anh được. Ok, thần thoại, thần thoại với mic đi. The Mist, The Mist với mic. Đấy rồi. Rồi, ok. Có to không ạ? Nào, 70% đâu. Bài này có thể không biết là có ấy không, có bản quyền không thì mình không rõ. Nhưng mà chào anh Vin, em xin quả 16 của Ngô Hiếu. Ok, quả 16 của Ngô Hiếu đây. 16 của Ngô Hiếu này. Ngô Hiếu, 16 em từ đó về 21 giờ nhá. Em xin quả 10 của Ngô Vitali. 6 8 10. Ok em, 10 của em thì nó về 18 giờ, rất xa. Và bây giờ 70% thần thoại à? À, The Mist đúng không? Em nhiên không có, em nét lớp, em nét lớp. Không có, không có thần thoại anh ạ. Thần thoại của ngày xưa Thành Long với cả Kimi Sun thì em thích lắm luôn á. Thôi được, à em có thể em bật YouTube của anh được. Ok, thần thoại, thần thoại với mic đi. The Mist, The Mist với mic. Đấy rồi. Rồi, ok. Có to không ạ? Nào, 70% đâu. Bài này có thể không biết là có ấy không, có bản quyền không thì mình không rõ. Nhưng mà chào anh Vin, em xin quả 16 của Ngô Hiếu. Ok, quả 16 của Ngô Hiếu đây. 16 của Ngô Hiếu này. Ngô Hiếu, 16 em từ đó về 21 giờ nhá. Em xin quả 10 của Ngô Vitali. 6 8 10. Ok em, 10 của em thì nó về 18 giờ, rất xa. Và bây giờ 70% thần thoại à? À, The Mist đúng không? Em nhiên không có, em nét lớp, em nét lớp. Không có, không có thần thoại anh ạ. Thần thoại của ngày xưa Thành Long với cả Kimi Sun thì em thích lắm luôn á. Thôi được, à em có thể em bật YouTube của anh được. Ok, thần thoại, thần thoại với mic đi. The Mist, The Mist với mic. Đấy rồi. Rồi, ok. Có to không ạ? Nào, 70% đâu rồi, không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À, chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn live, anh bắn C4 cho ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ? Hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Anh Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá. Thì nó sẽ ở đây 2/3. 23, 23, coi như 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17, 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này, quả thứ tư, vâng, anh Lạc Tuấn em nghĩ là, à anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi, không phải ở đây rồi, nó không phải là 70%, 68% rồi, chào em hợp kết đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài này nhanh quá, bài này nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ.
Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn livestream, anh bắn C4 rồi ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Anh Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây 2/3 23 23 bao nhiêu 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70% 68% rồi. Chào em Hợp Cát đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn livestream, anh bắn C4 rồi ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Anh Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây 2/3 23 23 bao nhiêu 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70% 68% rồi. Chào em Hợp Cát đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn livestream, anh bắn C4 rồi ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Anh Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây 2/3 23 23 bao nhiêu 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70% 68% rồi. Chào em Hợp Cát đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn livestream, anh bắn C4 rồi ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Anh Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây 2/3 23 23 bao nhiêu 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70% 68% rồi. Chào em Hợp Cát đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn livestream, anh bắn C4 rồi ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Anh Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây 2/3 23 23 bao nhiêu 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70% 68% rồi. Chào em Hợp Cát đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá.
À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn anh bắn C4 cho ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây. 2/3 23 23 coi 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70%, 68% rồi. Chào em Hợp Catty nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn live, anh bắn C4 cho ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây. 2/3 23 23 coi 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70%, 68% rồi. Chào em Hợp Catty nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá, mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn live, anh bắn C4 cho ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây. 2/3 23 23 coi 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70%, 68% rồi. Chào em Hợp Catty nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn live, anh bắn C4 cho ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây. 2/3 23 23 coi 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70%, 68% rồi. Chào em Hợp Catty nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá. À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn live, anh bắn C4 cho ủng hộ 50k vào giải đây đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây. 2/3 23 23 coi 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70%, 68% rồi. Chào em Hợp Catty nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài đánh nhanh quá mình không thích lắm. Rồi không thấy like chút. Làm trận C4 nhé bạn. Chào bạn Lạc Tuấn nhá.
À chào em chứ. Chào em Lạc Tuấn. Lạc Tuấn là hôm đấy anh bắn anh bắn C4 ủng hộ 50k vào giải đấy đúng không? Có phải Lạc Tuấn không nhỉ, hay là bạn Lạc Tuấn khác nhỉ? Tuấn cũng là Tuấn nhưng mà không phải, chắc không phải Tuấn này. 68% thì nó bảo rơi 70% nhá, thì nó sẽ ở đây. 2/3 23 23 coi 24 đi thì là 18, đúng rồi, 17 18 thì là của anh Út Tâm này, 5 quả của anh này, 3 quả này. Quả thứ tư. Vâng. Anh Lạc Tuấn em nghĩ là anh Út Tâm thì em nghĩ là không phải rồi. Không phải ở đây rồi. Nó không phải là 70%, 68% rồi. Chào em Hợp Cát đi nhá. Mới sách gậy cho mấy đại gia, mấy phú bà về đúng không? Nhìn là biết. Bài này nhanh quá. Bài này nhanh quá, mình không thích lắm. Nhạc nào của ấy của ít nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này, được đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tin hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy của ít nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này, được đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tin hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy của ít nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này, được đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tin hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy của ít nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này, được đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tin hộ mình một cái.
nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k cơ, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái.
nhạc nào của ấy của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được, được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k thôi, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k thôi, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Nhạc nào của ấy là của ít, nó chập chậm thôi, mình già rồi nên là không không thích kiểu nhạc nhanh lắm. Remix. À đây được cái nhạc này được, đập đập này được ấy. Nào anh em ơi, muốn quay vào gì thì mọi người lên tiếng nhá. Giải thưởng hiện tại bây giờ là 356k cho em M200 Tribal nhá mọi người nhá. Chào Phương Vi, chào Thành Trung, chào Đức. Anh em nào mà có lòng ủng hộ thì mọi người có thể ủng hộ qua Momo hoặc qua Techcombank Việt nhá. Sau đấy thì anh em muốn quay quả gì thì mọi người lên tiếng. Anh em nhanh tay đi ạ. 356k thôi, đừng để Việt phải thất vọng. Không là mình tự quay, mình tự lấy giải đấy nhá, nói trước. Mình vừa quay ra cây M200 Fast Draw rồi. Đó. Anh em bị hạn chế comment à? Anh em nào bị hạn chế comment thì anh em thả like, thả tim hộ mình một cái. Hoặc là tí nữa mình sẽ ra, ok, tí nữa mình sẽ ra mình quay cả phổ tổng may mắn GP. Đó là cây Skyline Gold hoặc là M421 Custom Crystal cho anh Vin. Em là Thánh Mốc đây, lâu rồi không thấy anh ngay luôn. Ô, chào em Thanh Vũ nhá. À, hóa ra Thánh Mốc là Thanh Vũ à? Chuyên xin quả phun xong rồi chạy đi đúng không? Nhớ. Chào cho em xin quả 17 đi anh Việt ơi, của Nguyễn Hưng. Ok này, 17 của Hưng đây. 17 là Thái Bình à? Ờ đúng không nhở? M200 mới ở anh. Đúng rồi, Đức ơi, M200 Tribal. Trọng nhóc 20 người, comment làm sao để cho anh quay nào? Anh Việt ơi, em xin quả 20. 20 của em đây, 20 thì nó về 17 giờ nhá. 25 anh ơi, Nguyễn Tấn Tài ơi, Tấn Tài ơi, không có quả. Anh em xin bác quả 21 5 kk một quả thôi thế anh ơi. Với cả mình không quay chấm 5 đâu, mà là một là 21 hai là 5 thì mình sẽ quay ưu tiên cho bạn quả. Hoặc là tí nữa mình sẽ ra, ok, tí nữa mình sẽ ra mình quay cả phổ tổng may mắn GP. Đó là cây Skyline Gold hoặc là M421 Custom Crystal cho anh Vin. Em là Thánh Mốc đây, lâu rồi không thấy anh ngay luôn. Ô, chào bác Thanh Vũ nhá. À, hóa ra Thánh Mốc là Thanh Vũ à? Chuyên xin quả phun xong rồi chạy đi đúng không? Nhớ. Chào cho em xin quả 17 đi anh Việt ơi, của Nguyễn Hưng. Ok này, 17 của Hưng đây. 17 là Thái Bình à? Ờ đúng không nhở? M200 mới ở anh. Đúng rồi, Đức ơi, M200 Tribal. Trọng nhóc 20 người, comment làm sao để cho anh quay nào? Anh Việt ơi, em xin quả 20. 20 của em đây, 20 thì nó về 17 giờ nhá. 25 anh ơi, Nguyễn Tấn Tài ơi, Tấn Tài ơi, không có quả. Anh em xin bác quả 21 5 kk một quả thôi thế anh ơi. Với cả mình không quay chấm 5 đâu, mà là một là 21 hai là 5
thì mình sẽ quay ưu tiên cho bạn của. Hoặc là tí nữa mình sẽ ra, ok, tí nữa mình sẽ ra mình quay cả một tấm may mắn GP, đó là cây Skyline Gold hoặc là M4A1 Custom Crystal. Chào anh Vịt, em là Thánh Mốc đây, lâu rồi không thấy anh ngay luôn. Ô, chào em Thanh Vũ nhá. À, hóa ra Thánh Mốc là Thanh Vũ à? Chuyên sim và phone xong rồi chạy đi đúng không? Nhớ. Chào em, chào cho em xin cả 17 đi anh Vịt ơi của Nguyễn.